Hello và xin chào các bạn đã đến với Cấu To và mình là Gấu đây và rất vui gặp lại các bạn trong Gấu ơi ăn gì. Đi dưới sao đêm lên lên. Hôm nay mình có một món ăn, nói chung là cái món này thì mình đã ăn rồi nhưng mà hôm nay mình muốn ăn lại bởi vì bữa nay mình thích món này và mình thèm món này nên bữa nay mình sẽ ăn món này. Đó chính là món gà bó xôi. Có thể là nhiều bạn ở cái nơi nào đó đã biết về món này rồi nhưng mà ở chỗ này thì chưa có món này nên là mình sẽ làm món này. Hey, bữa nay mình sẽ ăn gà bó xôi các bạn. Và đây là một cái hộp gà bó xôi của mình. Thì chắc các bạn cũng chưa biết về cái thương hiệu mà gà bó xôi này. Thì đây là gà bó xôi đến từ là gà cơ bắp các bạn. Khi mà các bạn nhận được một cái hộp gà bó xôi này thì nó sẽ như thế này đây. Giờ mình sẽ unbox cái thử cái hộp gà này coi lại bên trong nó có gì nha. Không, kiểu như làm như là một cái hộp điện thoại rồi đó các bạn. Đó. Và bên trong hộp gà này á thì các bạn sẽ thấy được là bên gà cơ bắp sẽ cho các bạn một cái túi như thế này, là duy nhất một cái túi rồi thôi các bạn. Sao không dồn hết mọi thứ vô đây ta? Bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn thấy cái điều kỳ diệu bên trong. Chúng ta khi mà mở ra thì Gấu có lời khuyên là chúng ta nên giữ lại cái phần này bởi vì đây là một cái giấy thấm dầu các bạn. Nếu mà chúng ta mà xé tan bét nó ra hết thì chúng ta sẽ không có cái phần để lót ở dưới cái này là cái gì vậy? Cái này gọi là cái gì? Không phải là cái mâm. À cái mẹt. À cái mẹt này là mình mượn của bên bụng thân đấy. Bản thân mình á là kể từ khi lên Sài Gòn là mình rất thích cái chỗ này luôn các bạn. Đây. Đây là một cái cục xôi và bên trong nó chính là con gà. Ta sẽ làm thế nào đó để chín con gà chứ chiên luộc xào nấu gì đó rồi xong người ta sẽ bó xôi đó lại và dục nguyên cái cục xôi này vô một cái chảo chiên đầy dầu và chúng ta sẽ được thành quả là một cái cục to lớn như thế này. Ok, và đây chính là cái cục gà bó xôi của mình. Khi mà cái hộp gà bó xôi này giao tới á, thì chúng ta sẽ có là hai cái dĩa nhựa và năm cái chén, bốn đôi đũa và một vài cái găng tay nhựa trong này. Thì đây là một cái bộ phụ kiện ăn liền, thì các bạn hiểu không? Cái gì mà liên quan đến ăn liền thì chúng ta ăn xong rồi chúng ta sẽ gom nó lại thế này, chúng ta phân ra và chúng ta sẽ dục và rồi dưa leo và kèm theo một bình nước sốt. Thì mình sẽ không ăn dưa leo nên mình sẽ không lấy dưa leo ra và mình sẽ lấy cái bình nước sốt này ra. Hồi những lần trước khi mình ăn á là bình nước sốt này rất là lớn các bạn, ăn rất là đã luôn. Bây giờ thì nước sốt cho nước sốt ở gà cơ bắp mà ăn với gà bó xôi này rất là ngon. Nhưng bây giờ là họ chỉ cho mình một cái bình nước sốt bé tí này thôi mà dành cho 4 người ăn các bạn. Nói chung là mình rất là bực bội luôn. Hồi nãy mình order mình đã dặn rồi là anh ơi cho em nhiều nước sốt nhưng mà không cho. Một phần vậy á thì là 209.000. Nếu mà các bạn ăn tại quán thì Gấu thấy là các bạn có thể là đặt qua các website này gacobup.com và được ghi là free delivery now rồi thì này nọ, có số điện thoại trên cái hộp này luôn đó, bạn thấy không? Chúng ta cũng không cần đặt qua Grab hay chúng ta không cần đặt qua Now mà chúng ta có thể đặt hàng trực tiếp trên website của cái chúng ta có thể đặt hàng trực tiếp trên website của nhà hàng luôn. Với cái kinh nghiệm ăn cái con này rất là nhiều lần rồi thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ăn gà bó xôi ở gà cơ bắp sao cho nó theo kiểu của mình. Chúng ta sẽ mở theo chiều dọc nha, đừng có mở theo chiều ngang bởi vì mở chiều ngang tí nữa các bạn khi mà làm thành từng miếng xôi rất là khó cắt đó. Chúng ta sẽ cắt như thế này đây, cắt ra. Ồ, xôi rất là giòn các bạn có nghe cái tiếng cụp 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 không? Xong rồi chúng ta sẽ mở ra, mở một bên ra và chúng ta để con gà ra đây. Gà chúng ta để một bên đi. Ui dạ, gà, ui là gà. Để vào một bên đi. Phần xôi này chúng ta sẽ kẹp lại như thế này. Chúng ta sẽ cắt ra. Cắt ra theo hình tam giác. Đó, cắt ra. Cắt ra. À, mình quên nói thì mặt trong của cái lớp mà xôi chiên này á thì sẽ được phủ một lớp rong biển các bạn. Đây, đây là lớp rong biển. Và cái lớp xôi này thì
với mùi vô cùng thơm luôn. Và đặc biệt đó là cái phần, cái độ dày của lớp xôi này nó cũng khá là vừa phải để chúng ta ăn mà tránh bị ngán các bạn thấy không? Thật ra thì ăn món này thì chúng ta hồi chúng ta ăn xong đi rồi chúng ta sẽ đi rửa tay, chứ chúng ta đừng có mang bao tay vô, bởi vì mang bao tay vô ăn sẽ không ngon. Cái con gà này nó sẽ không có đầu và sẽ không có đùi, nhưng sai rồi, thường là người ta sẽ nhét nó vô bên trong bụng của con gà. Đầu tiên là chúng ta sẽ bẻ cánh nó trước. Đó, bẻ cánh nó trước, khó quá vậy. Tiếp đến là chúng ta sẽ lật cái phần ức này lên, chúng ta lấy hết tất cả các đồ ở bên trong cái bụng con gà. Thì cái đùi của con gà nó được nhét vô trong cái bụng nè. À, thôi thì mình sẽ mang bao tay vô nha. Ờ, bởi vì sợ là hồi là các bạn sẽ nói mình là anh nuôi mất vệ sinh. Đó, bây giờ chúng ta sẽ xé cái con gà này ra. Thì khi mà các bạn xé con gà này ra thì bên trong các bạn sẽ thấy được là toàn bộ cái phần như là nấm mèo, nấm gơm và một số cái trứng non. Đó, có trứng non nữa. Xong banh cái ngực nó ra, banh ra. Thì cái phần ăn này là phần ăn dành cho 4 người ăn nha các bạn. Nó có phần ăn cho 2 người nữa. Các bạn biết đó, mình sẽ mua phần ăn cho 4 người nếu mà mình ăn. Mấy bạn, có nhiều bạn xé mấy con này rất là hay. Các bạn nên cắt thành những miếng lớn lớn một xíu, ăn nó sẽ ngon hơn. Khi mà chúng ta ăn, chúng ta sẽ lấy một miếng này và chúng ta sẽ cầm thêm một miếng gà nữa. Đây, đó, đó chấm vô. Đó, chấm miếng gà vô luôn. Lớp xôi rất là giòn các bạn. Cộng thêm nữa là lớp xôi này khi các bạn ăn xong như thế này, cái xôi này được nêm nếm rất là kỹ trước khi đem bán rồi, nên là ăn rất là vừa miệng. Và được thêm một cái lớp rong biển bên trong này. Có nhiều bạn không thích rong biển thì có thể nói quán bỏ ra, nhưng mà với mình thì mình rất thích cái lớp rong biển bên phía trong cái xôi này. Cái rong biển này á, với lại xôi chiên nó rất là hợp, ngon quá. Nó ăn chấm thêm nước này đó, nó sẽ càng đậm đà hơn. Vị nước sốt thì làm rất là vừa ăn, mặn mặn, ngọt ngọt. Và đặc biệt đó là trong đây có thêm tỏi, tỏi phi và một ít rong biển nữa, như là rong biển khô á. Nó kích thích hoàn toàn cái vị giác và cái khứu giác của các bạn. Các bạn vừa hửi được cái mùi thơm của rong biển trong đây và hửi được cái mùi thơm của tỏi phi. Và thêm nữa là nêm rất là ngon và vị có vị rong biển đó, nên ăn rất là lạ luôn. Đó, chúng ta sẽ chấm vô đây, nó như này. Chấm cái này đây. Làm cái đùi á. Đó, cái món này là phải ăn kiểu này nè mới ngon. Chứ còn mà chúng ta ăn mà kiểu mà phải dùng đũa rồi, ăn khó chịu. Gà hình như là được đem luộc xong rồi nhồi vô xôi và bắt đầu đem chiên lên, nên là phía phần da gà ở ngoài nó có một cái dấu hiệu là bị giống như là cái việc mà các bạn chiên, tức là cái phần dầu ở ngoài á, nó đã hơi thấm vô đây và nó đã làm biến dạng cái phần da gà này. Nó hơi khô, đúng rồi, nó hơi khô. Không có gì để chê với cái con gà bó xôi này hết. Xôi làm rất là giòn, vừa ăn, có rong biển tạo thêm cái mùi thơm và độ đậm đà cho xôi. Nước chấm thì quá tuyệt vời. Gà thì đây là hình như mình, theo mình biết ở đây là gà ta, bởi vì thịt ăn rất là chắc và dai. Gà ở đây á được bỏ thêm nấm đông cô và một vài thứ hạt nữa như là hạt sen đổ á, nó làm cho cái thịt gà rất là thơm các bạn.
chung cái mà mình thích nhất ở đây á chính là mọi thứ nó đều làm vừa tới và nó đúng theo cái tỷ lệ vàng các bạn. Tức là cái thịt gà và xôi nó đều được là gọi là chín tới và hợp lý, nên là nó tạo cho cái người ăn nó cảm giác ăn không bị ngán. Nếu mà các bạn làm không tới, giống như là chiên không chín sôi thì các bạn sẽ bị ăn nó hơi bị sườn sượng. Nếu mà gà mà các bạn làm không chín thì ăn nó sẽ có hơi máu. Còn này mọi thứ đều chín tới luôn, gà chín tới, xôi chín tới. Mình sẽ cho một miếng này lên đây đó. Ngon quá ma ơi. Hồi mấy hôm trước thì cứ phải đi xin ăn người này người nọ, bây giờ thì khác rồi, có lương có tiền nên chúng ta sẽ ăn món gì cũng mau rồi. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục ăn tiếp các bạn. Hồi nãy là do là mình xé gà ngu quá nên là cái cục gà mà bán nó bự. Các bạn nên cắt thành những miếng lớn lớn một xíu, ăn nó sẽ ngon hơn. Đúng như mình nói bạn, gần hết cái nước chấm rồi, mình rất bực bội luôn. Phía chicken mà có coi cái clip này thì làm ơn, bốn người ăn thì cho bèo lắm cũng phải bốn bịch nước sốt chứ làm sao mà cho một bịch rồi ai ăn rồi ai nhận. Thôi cho một cái ca nước sốt đi, sốt của mấy bạn ngon lắm, nước sốt của mấy bạn ăn cực kỳ đã luôn, chấm bao nhiêu cũng được chứ nói mà mấy bạn không thiệt luôn là mấy bạn cho có một xíu thì luôn, bây giờ còn tỏi không nè. Trong cuộc đời của mọi người sung sướng nhất là được ăn cái món mình thích thì mình yêu đó. Mình đây là cái phần mình thích nhất các bạn, mình thích ăn cái phần cổ các bạn. Đó là cái món này mình không quảng cáo đâu nhưng mà thật sự là mình thích, rất thích món này và ăn rất là ngon. Ừ, ngon quá. Nếu mà có càng nhiều nước sốt hơn á thì mình có thể ăn được nhiều hơn và ăn được kiểu ngon miệng hơn. Và nước sốt cũng hết rồi các bạn, mình sẽ bỏ một bên thôi. Đó, bây giờ là những gì còn lại của cái mẹ gà bó thôi của mình. Rồi còn cái cắn gà. Hồi nãy có nói là trong bụng gà bó thôi có gì thì ăn một hồi, mình mới phát hiện ra là ở trong đây có táo tàu nữa các bạn. Đây rất là nhiều táo tàu luôn. Anh thử, bởi vậy nó làm cho cái mùi gà bó xôi rất là thơm và cái thịt gà bên trong nó ngọt. À, nói chung là nếu mà các bạn mà là muốn ăn một mình á thì các bạn nên mua một cái phần mà hai người thôi. Thật sự là có nghĩa là cái nếu mà phần hai người đi thì các bạn cũng phải ăn chung với khoảng ba người, bởi vì cái phần bốn người này á hồi xưa là gấu có thể ăn được năm người các bạn. Năm người ăn một hồi sẽ rất là ngán, bởi vì bản thân gấu thì ăn nhiều nên gấu sẽ không ngán đâu, nhưng mà chúng ta phải ăn kèm với rau, ăn kèm với này kia nọ nữa thì nó mới không ngán. Và đặc biệt á là nhấn mạnh một lần nữa, đây là lần nữa mình nhấn mạnh là Fish Chicken ơi, hãy cho thật nhiều nước sốt đi, bởi vì nước sốt của các bạn quá ngon mà các bạn cho ít xịu à, ăn không có đã. Đó, Gấu lại vừa giới thiệu cho các bạn một món ăn khá là hay ho, khá là thú vị để các bạn có một sự chọn lựa ở giữa cái đất Sài Gòn mênh mông rộng lớn này. Chúng ta hãy tiếp tục tìm kiếm và tiếp tục khám phá những món ăn mới lạ nha các bạn. Và bây giờ thì clip cũng đã hết rồi, bởi vì mình đã ăn sạch bách cái con gà này rồi. Không còn gì để ăn nữa. Nếu thấy clip hay, hãy like, share và subscribe cho Gấu To. Và đừng quên nhấn chuông để kết nối tâm hồn ăn uống lại với nhau. Xin chào và hẹn gặp lại những lúc sau. Bye bye.